Chào các bạn, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2021. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Bé trai 10 tuổi ở Mỹ đã chết vì biến chứng dịch hạch. Nhà chức trách tiểu bang Colorado hôm 22 tháng 7 cho biết có một bé trai 10 tuổi đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến dịch hạch. Cơ quan y tế và môi trường Colorado xác nhận nạn nhân tử vong sống tại hạt La Plata. Cái chết của nạn nhân có liên quan tới bệnh dịch hạch đã được xác nhận xuất hiện trên động vật ở 6 hạt tại Colorado. Dù số người nhiễm dịch hạch hiện nay là rất là hiếm, nhưng chúng tôi vẫn muốn bảo đảm rằng mọi người công dân đều biết về các triệu chứng của bệnh này. Bà Jennifer House, quan chức y tế tiểu bang Colorado cho biết, các triệu chứng của bệnh dịch hạch bao gồm sốt cao, viêm hoặc là sưng hạch bạch huyết. Một số phần cơ thể sẽ bị sưng lên và chuyển màu đen sau khi nhiễm bệnh. Dịch hạch là căn bệnh gây ra bởi vi khuẩn Yersinia pestis và từng là đại dịch lớn trong quá khứ. Trong thế kỷ thứ 14, dịch hạch từng cướp đi sinh mạng khoảng 25 triệu người ở châu Âu và được mệnh danh là cái chết đen. Vi khuẩn Yersinia pestis thường có trên bọ chét. Con người có thể bị lây nhiễm vi khuẩn nếu bị bọ chét cắn. Ngoài ra, tiếp xúc với các động vật đã nhiễm vi khuẩn, thường là loại gặm nhấm, thì cũng là Yersinia pestis lây sang cho con người. Quan chức Colorado lưu ý dịch hạch nếu được phát hiện sớm có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh. Bà House khuyến cáo cư dân Colorado có các biện pháp an toàn để tự bảo vệ bản thân mình trước vi khuẩn Yersinia pestis, như tránh tiếp xúc với động vật hoang dã, tránh xa các khu vực nơi có nhiều loại gặm nhấm sinh sống. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì cháy rừng đã biến mặt trăng ở trên bầu trời Mỹ thành trăng máu. Trăng máu xuất hiện trên bầu trời Mỹ và Canada lúc này không phải là hiện tượng để con người có thể tận hưởng trong thích thú, bởi nó là hệ quả của mùa cháy rừng lịch sử. Người dân tại các khu vực ở phía Bắc nước Mỹ và miền Nam Canada sẽ có thể quan sát được mặt trăng với màu cam hoặc màu đỏ như máu xuất hiện trên bầu trời vào cuối tuần này. Hiện tượng trăng máu xuất hiện bất thường là hệ quả từ mùa cháy rừng tồi tệ chưa từng có đang hoành hành tại Mỹ. Thông thường thì mặt trăng chuyển sang màu da cam hoặc màu đỏ trong thời gian nhật thực khi trái đất che khuất ánh sáng chiếu tới từ mặt trời. Khi đó, bầu khí quyển của trái đất khúc xạ ánh sáng màu đỏ lên bề mặt của mặt trăng, tạo ra hiện tượng trăng máu. Hiện nay, các đám cháy rừng lịch sử tại Bắc Mỹ đang là thứ tạo ra trăng máu. Cháy rừng tạo ra những đám khói khổng lồ, bao trùm bầu trời các tiểu bang phía Bắc của Mỹ và miền Nam của Canada. Các phân tử trong khói từ cháy rừng ngăn các ánh sáng có bước sóng ngắn như ánh sáng xanh dương và xanh lá cây, trong khi đó cho phép các ánh sáng có bước sóng dài hơn đi qua như đỏ và cam. Lúc này thì khói từ các đám cháy rừng đã bay cao lên bầu khí quyển. Chính những đám khói như vậy đã gây ra hiệu ứng khúc xạ ánh sáng từ mặt trăng chiếu về trái đất, tạo ra hiện tượng trăng máu tại Bắc Mỹ. Khi xảy ra cháy rừng và đặc biệt nếu khói bay cao lên bầu khí quyển, chúng ta sẽ nhìn thấy mặt trăng chuyển sang màu cam hoặc là màu đỏ như thế này. Hiện tượng trăng máu do cháy rừng tại Bắc Mỹ xuất hiện từ hôm 22 tháng 7. Dự kiến người dân ở Bắc Mỹ sẽ tiếp tục quan sát thấy màu đỏ của mặt trăng cho tới hết ngày 25 tháng 7. Cháy rừng tạo ra những đám mây khói bụi khổng lồ bao trùm bầu trời của Bắc Mỹ, có thể trở thành một hiện tượng xảy ra hàng năm, thậm chí nhiều lần mỗi năm. Ông Berman cảnh báo, chúng ta có thể sẽ chứng kiến những vụ việc như thế này xảy ra không chỉ thường xuyên hơn mà còn nghiêm trọng hơn trong tương lai, bởi khí hậu đang ngày càng khô hơn, nóng hơn và mùa mưa ngày càng thưa thớt. Lúc này, hàng loạt đám cháy rừng lớn đang hoành hành tại các tiểu bang Oregon, Montana, Idaho và California của Mỹ. Đám cháy rừng Bootleg ở Oregon hiện là đám cháy rừng tồi tệ nhất, bao phủ diện tích lớn gấp đôi thành phố New York. Khói bụi từ đám cháy rừng cũng tạo ra những đám mây pyrocumulonimbus khổng lồ trên khí quyển, mang tới những hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lửa. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì cháy rừng tại miền Tây của nước Mỹ khiến cho gần 8.400 người phải di tản. Đám cháy rừng lớn nhất ở California
đang tiếp tục tăng cường sức mạnh trong ngày thứ hai sau khi đã thiêu hủy hơn 10 căn nhà trong cuối tuần qua. Sau gần 2 tuần thì đám cháy DC Fire ở phía bắc Sacramento vẫn chỉ mới được kiểm soát 22%. Đây là một trong hơn 80 đám cháy rừng đang hoành hành tại 11 tiểu bang miền Tây, khiến cho gần 8.400 người phải di tản. Ngoài việc phá hủy cộng đồng dân cư tại Indian Falls, đám cháy DC Fire còn tạo ra nhiều cột khói lớn có thể dẫn đến sấm sét, từ đó lại càng làm tăng nguy cơ cháy rừng. Ở vùng Đông Nam, đám cháy Tamarack Fire được tiên đoán sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tháng 7 mới có thể được khống chế. Trong khi đó, gần biên giới phía Bắc California thì đám cháy Bootleg Fire hiện đang là đám cháy lớn thứ 3 từng được ghi nhận trong lịch sử Oregon, tiêu hủy gần 70 ngôi nhà. Đám cháy này rộng gần 410.000 acre và được kiểm soát 53% vào hôm thứ Hai. Trong cuối tuần qua, thì đám cháy DC Fire đã lan rộng và hợp nhất với một đám cháy nhỏ hơn. Hiện tại thì có khoảng 10.000 ngôi nhà đang bị đe dọa. Nhà chức trách nói rằng đây là đám cháy lớn thứ 15 trong lịch sử California, trong khi hiện tại chỉ mới là tháng 7, chưa phải là cao điểm của mùa cháy rừng. Đám cháy DC Fire nằm gần thung lũng Bitter River, hiện đã lan rộng khoảng 197.000 acre, tiêu hủy 16 ngôi nhà và được kiểm soát 22% vào hôm thứ Hai. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đang chuẩn bị để bảo vệ nhà cửa tại thành phố Taylorsville, California. Hơn 8.300 người tại phía bắc của California đã được lệnh di tản theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp tiểu bang. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì đã tìm thấy thi thể của một bé trai ở California đã bị mẹ bóp cổ chết ở Las Vegas. Thi thể của một bé trai là cư dân của California đã được tìm thấy trên một con đường mòn leo núi ở ngoại ô thành phố Las Vegas. Phòng pháp y quận hạt Clark County hôm thứ Năm ngày 22 tháng 7 kết luận cậu bé đã bị bóp cổ cho tới chết, theo tường thuật của nhật báo Las Vegas Review Journal. Dân du ngoạn leo núi tại khu vực Mountain Spring Trailhead cách Las Vegas 25 dặm về phía tây nam đã phát hiện thi thể của em Liam Husted, 7 tuổi, vào ngày 28 tháng 5, sau đúng 4 ngày cậu bé được nhìn thấy còn sống. Người cha là cư dân ở San Jose, California đã báo cảnh sát em Liam mất tích vào ngày 1 tháng 6. Người mẹ là Samantha Moreno Rodriguez, 35 tuổi, là nghi can duy nhất. Cảnh sát cho biết bà Rodriguez đã đem con đi từ nhà của người cha tại San Jose, nơi cả ba cùng chung sống. Theo hồ sơ của tòa án, thì người mẹ đem con đi và trong một lúc tức giận đã giết con bằng cách bóp cổ. Sau khi phi tang xác cháu bé ở vùng núi hoang dã gần Las Vegas, người mẹ trốn qua Denver, Colorado. Nhà chức trách đã truy bắt bà Rodriguez tại Colorado rồi dẫn độ về lại Nevada. Đây là một vụ sát nhân nghiêm trọng, lời của biện lý John Giordani thuộc Clark County trong hồ sơ truy tố. Nghi can khai mình đã trở nên quẫn trí và bóp cổ con trai tới chết. Hiện nay người mẹ giết con này đang bị giam tại nhà tù quận hạt Clark County, không được tại ngoại hầu tra và sẽ trình diện tại phiên sơ thẩm vào ngày 3 tháng 8 sắp tới. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì bắt giữ một tài xế tông xe chết người rồi bỏ chạy. Một nữ tài xế đã bị bắt sau vụ đụng xe rồi bỏ chạy trên xa lộ Pacific Coast Highway. Tai nạn đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và một người đàn ông bị thương tại thành phố Huntington Beach vào tối hôm Chủ nhật. Vụ đụng xe có liên quan đến hai người đi bộ và chiếc Nissan Altima xảy ra lúc hơn 8 giờ tối gần ngã tư PCS và đường Newland. Theo các cuộc điều tra ban đầu, chiếc Altima đã chạy vượt đèn đỏ khi đang chạy về hướng bắc trên xa lộ, tông vào hai vợ chồng đang băng qua đường và đang được ưu tiên. Người vợ được xác định là bà Dina Stuver, 48 tuổi, từ thị xã Hemet, đã chết tại chỗ. Người chồng là ông Frederick Stuver, 50 tuổi, thì bị thương nặng và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch trong ngày thứ hai. Tài xế gây ra tai nạn là Chilendra Bell, 26 tuổi, sống tại Victorville, ban đầu đã phóng chạy khỏi nơi gây tai nạn. Tuy nhiên sau đó cô ta ngừng xe lại cách hiện trường không xa
và cùng với một nữ hành khách bỏ lại chiếc xe gây án để lên một chiếc xe 4 chỗ màu trắng tới đón và rời khỏi khu vực. Với sự giúp đỡ của nhiều nhân chứng và camera an ninh, điều tra viên đã tìm được chiếc xe trắng tại một ngôi nhà ở Huntington Beach. Cảnh sát đã xét nhà và bắt giữ Bell ngay lúc cô ta định rời đi vào khoảng nửa đêm. Bell đã bị giam với nhiều tội danh, bao gồm đụng xe rồi bỏ chạy, khiến người khác thiệt mạng và bị thương nặng, và tội ngộ sát do bất cẩn khi lái xe. Cảnh sát vẫn đang xác định danh tính tài xế chiếc xe đón nghi can cùng những người khác có thể là có liên quan. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Hoa Kỳ tiếp tục hạn chế nhập cảnh vì ngại biến thể Delta. Theo Tòa Bạch Ốc xác nhận vào hôm thứ Hai, thì Hoa Kỳ sẽ không dỡ bỏ các lệnh hạn chế nhập cảnh hiện nay do lo ngại về biến thể Delta của COVID-19 và tình trạng dịch bệnh đang tăng trở lại. Quyết định được đưa ra sau một cuộc họp cao cấp của Tòa Bạch Ốc vào cuối ngày thứ Sáu tuần trước. Điều này có nghĩa là lệnh hạn chế nhập cảnh được ban hành từ đầu năm 2020 sẽ không được dỡ bỏ trong tương lai gần. Phát ngôn viên là Jen Psaki của Tòa Bạch Ốc nói, do biến thể Delta, số ca nhiễm COVID tại Hoa Kỳ đang tăng trở lại, đặc biệt là trong nhóm người chưa chích ngừa, do đó Hoa Kỳ sẽ duy trì các lệnh hạn chế nhập cảnh đang ban hành. Thông báo này đã dập tắt mọi kỳ vọng của các hãng hàng không và ngành du lịch Hoa Kỳ, vốn đang trông đợi vào lượng du khách đi nghỉ hè để khôi phục kinh doanh. Các hãng hàng không đã vận động Tòa Bạch Ốc trong nhiều tháng để dỡ bỏ lệnh hạn chế nhập cảnh. Tuy nhiên, một số hãng nói rằng chính phủ này có thể sẽ chờ đến tháng 9 hoặc sau đó mới cân nhắc lại quyết định. Hoa Kỳ hiện đang cấm nhập cảnh đối với phần lớn những người không phải là công dân Mỹ, là những người trong vòng 14 ngày qua đã từng đến Anh Quốc, 26 nước Âu Châu không có biên giới nội địa, cùng Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil. Lệnh cấm nhập cảnh đầu tiên của Hoa Kỳ được ban hành đối với Trung Quốc từ tháng Giêng năm 2020 nhằm ngăn COVID lây lan. Từ đó đến nay thì thêm nhiều nước khác đã được thêm vào danh sách và gần đây nhất là Ấn Độ bị cấm nhập cảnh hồi tháng 5. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một cựu bác sĩ của Tòa Bạch Ốc đã nói ông Joe Biden không còn minh mẫn và tỉnh táo và cần có một bài kiểm tra nhận thức công khai. Cuối tuần vừa qua thì hạ nghị sĩ Ronny Jackson đã bày tỏ lo ngại về tình hình sức khỏe của ông Joe Biden, đồng thời cho rằng ông không còn đủ minh mẫn như hồi mới nhậm chức và tình hình của ông thậm chí sẽ còn tệ hơn bây giờ. Ông Jackson từng làm bác sĩ tại Tòa Bạch Ốc từ năm 2013 đến năm 2018 và là cố vấn y cho Tổng thống Mỹ từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2019, vị trí mà hiện đang được đảm nhận bởi ông Anthony Fauci. Ông Jackson nói về ông Biden trên Twitter vào hôm thứ Ba tuần trước. Giờ không phải lúc để thể hiện sự xấu hổ nữa rồi. Ông Biden không còn minh mẫn và gần như không thể phát biểu một cách trọn vẹn và mạch lạc. Có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra, cựu bác sĩ Tòa Bạch Ốc nói thêm, và ông nhận định rằng cần có một bài kiểm tra nhận thức cho ông Biden và kết quả này phải được công khai để mọi người biết. Trong thời gian gần đây thì ông Biden thường xuyên trả lời những câu hỏi phỏng vấn một cách lắp bắp, run rẩy, không được mạch lạc. Jackson cho rằng ông Biden cần làm bài kiểm tra nhận thức và kết quả nên được công khai. Ông Jackson cho rằng các thành viên nội các có thể cân nhắc tới việc sử dụng tới tu chính án 25 khi cần vì đây là vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu phi công ngất đi khi đang lái máy bay? Có ai là bác sĩ và có ai là phi công trên máy bay không? Là tín hiệu phát đi từ buồng lái trong một chuyến bay của United Airlines. Trên một diễn đàn hàng không, một hành khách thường xuyên đi máy bay đã đặt câu hỏi: liệu ngoài đời có bao giờ giống trên phim khi giữa một chuyến bay cả cơ trưởng lẫn cơ phó đều gặp sự việc đáng tiếc và không thể tiếp tục lái máy bay? Phi hành đoàn sẽ gọi qua loa để tìm một phi công đang ngồi ghế hành khách chứ? Câu hỏi này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng mạng xã hội và câu trả lời được nhiều người tự nhận là các nhân viên làm trong ngành hàng không xác nhận là có, dù những sự việc như thế này vô cùng hiếm. Đó là vào ngày 30 tháng 12 năm 2013 khi chiếc Boeing 737 mang số hiệu 1637 của hãng United Airlines bất ngờ kêu lên một tiếng đinh sau khi cất cánh 30 phút. Thông báo từ tiếp viên qua loa vang lên: trên máy bay có ai là bác sĩ không?
Sau đó một tiếng đinh thứ hai, và lần này tiếp viên lại hỏi có ai là phi công không. Tiếp theo đó thì các tiếp viên đều đổ dồn lên phía trên của máy bay hướng về buồng lái. Hai hành khách tự nhận là có khả năng hỗ trợ về y tế cũng đứng lên và đi về phía trước. Hai câu hỏi liên tiếp đó khiến cho 157 hành khách có mặt trên chuyến bay từ thành phố Des Moines, tiểu bang Iowa đến thành phố Denver, tiểu bang Colorado cảm thấy ớn lạnh thật sự. Họ đều có dự cảm về một điều không lành. Đại úy phi công quân đội Mike Gongol cũng ngồi trên chuyến bay đó. Anh cùng với vợ con đang trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Và khi nhận được câu hỏi lại lần thứ hai có ai biết lái máy bay hay không, thì Gongol đã quay sang nhìn vợ. Vợ anh nhìn lại gật đầu với chồng và nói anh nên đi ra xem. Khi anh lại gần buồng lái thì một tiếp viên bảo Gongol đợi ở ngoài một lát. Sau đó thì các y tá và phi hành đoàn khiêng một phi công ra ngoài. Cơ trưởng đã bị lên cơn đau tim và cần chăm sóc y tế. Trong buồng lái chỉ còn nữ cơ phó. Lúc này cơ phó hỏi Gongol là ai, thì anh đáp rằng mình là phi công của lực lượng không quân quốc gia. Anh lái máy bay B-1B Lancer. Dù chưa từng lái Boeing 737, nhưng anh biết mọi thứ trong buồng lái. Cô ấy hỏi tôi một vài câu hỏi và nhìn tôi một giây để quyết định xem tôi có ích với cô ấy không. Rồi cô ấy nói, ok, ngồi xuống và đóng cửa. Đại úy phi công nhớ lại, cơ phó yêu cầu Gongol giúp cô liên lạc với kiểm soát không lưu, kiểm tra lại kế hoạch bay và quyết định cho máy bay quay lại và hạ cánh tại thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska, vì nơi đây có hai bệnh viện lớn. Cơ phó nói với Gongol rằng cô chưa bao giờ hạ cánh tại sân bay ở đây, nhưng anh thì có, do đó anh chia sẻ với cô về những điều mình biết. Máy bay đã hạ cánh an toàn, một đội xe cấp cứu đã chờ sẵn để đưa cơ trưởng đến bệnh viện. Phi công đã được cứu sống. Trả lời phỏng vấn sau đó thì Gongol dành nhiều lời khen tặng cho cơ phó của United Airlines. Anh nói rằng cô rất bình tĩnh và là người điều khiển chính máy bay. Mọi người đều rất chuyên nghiệp, từ cơ phó đến tổ bay, đến các y tá và những người có mặt để giúp đỡ cơ trưởng gặp sự việc đáng tiếc. Gongol nói khi được hỏi về cảm nghĩ của mình sau sự việc này thì chàng lính Mỹ nói là điều mà bất kỳ phi công nào cũng sẽ làm. Tổ bay trên chuyến bay đó đều từ chối trả lời phỏng vấn. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì nước Anh đã phát hiện một biến thể mới hiện đang được điều tra. Biến thể mới của virus corona đã xuất hiện tại nước Anh trong bối cảnh biến thể Delta được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ, đang chiếm tới khoảng 99% số ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia này. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Anh, viết tắt là PSE, thì một biến thể COVID-19 mới đã được phát hiện tại nước này có tên khoa học là B1621, đã lây nhiễm cho ít nhất 16 trường hợp ở xứ sở sương mù này. Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh cho hay rằng họ đã liệt biến thể mới B1621 vào danh sách đang được điều tra, chưa được báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới để đánh giá. Có 16 trường hợp đã được xác nhận nhiễm B1621 trên toàn quốc, phần lớn có liên quan đến những người du lịch từ nước ngoài trở về. PSE cho biết, ngoài ra hiện tại chưa có bằng chứng về sự lây lan trong cộng đồng của biến thể này tại Anh. Các nhà khoa học cho hay rằng họ đang phân tích B1621, tuy nhiên cho đến nay chưa có gì để khẳng định biến thể mới có lây lan nhanh hơn các chủng khác hay liệu nó có kháng được vaccine hay không. Hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy biến thể này gây ra bệnh nặng hơn hoặc làm cho các loại vaccine hiện đang được triển khai trở nên kém hiệu quả hơn. PSE thông báo, PSE đang thực hiện thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để hiểu rõ hơn về tác động của các đột biến đối với hành vi của biến thể virus mới này. B1621 có thể được nâng lên thành biến thể đáng lo ngại, tùy thuộc vào kết quả của các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, thì PSE cho biết thêm rằng tất cả các biện pháp can thiệp sức khỏe cộng đồng thích hợp sẽ được thực hiện, bao gồm cả việc theo dõi, truy vết tiếp xúc với trường hợp các ca nhiễm đã được xác định, có thể theo dõi thêm và nếu cần thiết sẽ tìm kiếm, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc để hạn chế sự lây lan của biến thể. B1621 xuất hiện tại Anh trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với làn sóng gia tăng của dịch bệnh. Số trường hợp nhiễm biến thể Delta ở Anh đã tăng lên 33.716 ca so với tuần trước, nâng tổng số lên 286.765 ca.
Tổng cộng là 3.692 người đã phải nhập viện với biến thể Delta ở nước Anh. Trong số này có 58,3% chưa chích ngừa, 22,8% đã chích vaccine đầy đủ. Ngày 19 tháng 7 vừa qua, thì Thủ tướng Anh là Boris Johnson đã ký sắc lệnh gỡ bỏ toàn bộ các hạn chế về giãn cách và phòng chống dịch, bao gồm cả yêu cầu giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Quán bar, hộp đêm và các cửa hàng bán rượu cũng sẽ được mở cửa trở lại và không giới hạn số lượng khách. Các chuyên gia y tế đánh giá cao chiến dịch chích ngừa của nước Anh, tuy nhiên quyết định mở cửa trở lại, bao gồm việc bỏ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, vẫn được xem là khá mạo hiểm. Các chuyên gia cũng nhận định rằng quốc gia này đang đặt cược vào khả năng của vaccine. Nếu các biến thể kháng được vaccine, Anh có thể sẽ phải chứng kiến làn sóng gia tăng trở lại số ca mắc COVID-19. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Kaden Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe và nhấn cái chuông ở bên phải của nút subscribe, thì mong quý vị hãy nhấn cái nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh. Chân thành cảm ơn quý vị.